bàn tay hộ pháp. Bàn tay hộ pháp là bàn tay gì? Là bàn tay bây giờ quý vị ơi. À, đào. Bây giờ quý vị ơi, bây giờ quý vị nào chưa có vé thì quý vị ủng hộ giùm cho gánh hát lô tuần nè. Vé! Đó đó. Đáp bê đê cũng bị đuôi nữa. Dạ bây giờ quý vị nào chưa có vé nhắc tay lên chưa quý vị để chúng em phục vụ cho quý vị tận nơi. Nè 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 nè, anh này có đứng cười hoài nè anh. Cục vàng ơi. Anh có vé chưa? Có vé chưa dạ? Anh đó, anh ngồi trên xe nè. Em đang nói anh trên xe á. Ờ có rồi. Dạ. Cảm ơn anh đi. Không biết tại sao anh ngồi trên xe không? Sao? Tại cái bụng anh nặng quá. Rồi bây giờ quý vị ơi, ai chưa có vé nhớ đầu tư cho mình nhận tấm vé. Vé đây nè má ơi, má. Má của Quyền. Bà của Hỷ. Trời ơi, ta đứng cả bụi trời. Dân kính thưa quý vị, và ngay bây giờ xin mời chị chúng ta bắt đầu giờ số. Bè cho chị hát thì chị cũng bè cho em hát rồi vô lại giờ có điểm nhất luôn. Chị bè cho em hát luôn á. Ấy bà gì không được rồi bà ơi. Cái gì mà không được? Tôi kêu đàn em tôi ra xử bà liền. Kêu ai? Thấy tóc tôi là biết tôi giang hồ rồi đó. Ok đàn em lễ chú điên đâu rồi lễ chú điên lễ mày nó con quỷ này ngu ghê. Cái gì lễ chú điên? Mày cần cái gì vũ khí? Mày ra đây cái nách mày thúi là cái vũ khí rồi. Mày có cái gì mày mày xử con nó cho chị. Tôi lộn xin lỗi, mày xử nó cho anh. Vô mày giỡn mặt với tao lễ chú điên. Lễ chú điên nè, mày theo tao hay theo bả? Lễ chú điên lễ tốt tốt khỉ đầu chó ra đi cho chị. Mày giỡn với đệm lễ nè. Lễ lui lui về lễ lui về một bước rồi mà tốt. Trời ơi chết, có sao không vậy? Chị có sao chị lột da đầu nó chi vậy? Không chị thấy gớt chị lùm lên chứ không quyết định. Không quyết định xin ơi. Làm nhục nhã quá đi chứ, còn chứ xấu xấu cái gì. Mình bà làm gì bà làm mình đi. Ủa bà làm đi. Bà hát dở xúc phạm người nghe chứ kìa. Ôi, về luôn. Mày khi về với tao đúng không? Ok có gì đâu, vui vẻ bình thường. Ok chưa vượt qua khỏi kiếp nạn.
Mũ nội da mày, mày giỡn với chị. Vô đàng hoàng anh em hát cho nó nghe. Quý vị nó lên vũ y chang chết mẹ thuốc cất chó quá vậy. Chúng em bắt đầu kiểm tra cuộc tử vị nha. 23 dự định kiên qua 25 có 2 12 có 3. Và cuối cùng là con số 5. Số 5 hợp rồi. Lời kính thưa quý vị, để tin tưởng quý vị, em mời một vị khán giả sẽ kiểm tra giùm em. Dạ con kiểm tra chú. Má tới sáng luôn má. Không biết kiểm tra. Rồi anh trai kiểm tra giùm em nha, cho thật là công bằng nha. Số 5, 12, 23 và 55 hợp lệ anh ha. Rồi cảm ơn anh trai rất là nhiều, kiểm tra nghiệm cho thật công bằng quý vị. Rồi xin hồng hồng có cái nón cơ. Đây 20.000 đồng, 1 triệu đồng kiểm tra giùm nha. Rồi kính thưa quý vị, chúng ta đến với dòng loại tiếp theo, cũng sẽ là dòng loại cuối cùng cho tới hôm nay. Vẫn là một dòng loại 20.000 đồng.
Nhưng quý vị ơi, đã đến đây rồi thì thương tình ủng hộ, có thương thì thương cho trót, có gọt thì gọt cho trơn, có bào thì bào cho láng. Đừng để sập dừa tội nghiệp cho em, tụi em đó quý vị. Đó, quý vị ơi, người ta nói không đi hội chợ thì thôi, có đi hội chợ nhớ lôi quà về quý vị. Với mọi lá vé cho dòng loại này cũng là dòng loại cuối cùng trong thời năm nay. Đó chính là sau dòng loại này mới là dòng cuối, dòng này là dòng kế cuối. Dòng này kế cuối quý vị. Dạ, dạ quý vị nào mình chưa có vé cứ mình dặn giơ tay lên giùm em nha. Dạ kính thưa quý vị, một cái đêm như vậy quý vị, một cái đêm mà biểu diễn qua chương trình lưu tu như thế này thì quý vị biết là tụi em phải tốn kém rất là nhiều để phục vụ cho quý vị và quên thành làm cho quý vị thấy hài lòng hơn. Livestream nè, cũng như là đèn, âm thanh, ánh sáng, rồi thêm một cái sân khấu như thế này nữa. Đối với tụi em đang phục vụ cho quý vị qua những dòng loại vé 10.000, 20.000, thật sự nếu mà gom về cả đêm nó cũng không đáng bao nhiêu. Nhiều khi tụi em cũng chia ra, bắt quá chia ra người được 200.000, nhưng thật sự cái đó là một cái tấm lòng để tụi em đứng sân khấu phục vụ cho quý vị, coi như là tình cảm, tình thương, mến thương. Thì mong quý vị một người đầu tư 2-3 vé gì đó, mua càng nhiều thì cơ hội chúng càng cao và chúng em đủ động lực để phục vụ cho quý vị. Vé đây nè em ơi, qua bên cánh tay trái dùm cho các đi. Vé này, vé này. Đợi cứ thưa quý vị, ai chưa có vé đó thì cứ giơ tay lên giùm em nha. Ai có vé rồi thì mình sắm sửa thêm một bên đây luôn nè. Đó dưới anh trai kia, kìa, là tướng đọc ảnh ngáp chứ. Sau. Anh đây nè cưng. Đó. Rồi kính thưa quý vị, 20.000 đồng là vé, phần thưởng đó là một phong bao lì xì 1 triệu đồng. Quý vị ơi, một vé là một cơ hội, hai vé là hai cơ hội, và ba vé là ba niềm tin đó quý vị ha. Mua càng nhiều thì trúng càng dễ quý vị. Rồi còn ngay bây giờ, quý vị đừng quên lịch diễn của tụi em ở tuần này, đó là vào lúc 19 giờ ngày mai thưa quý vị. Đó là tụi em sẽ diễn từ hôm nay cho tới ngày 8 tháng 3 thưa quý vị nha. Rồi, còn mỗi tuần khác thì tụi em sẽ diễn liên tục 3 ngày, đó là thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần vào lúc 18:30 với nhiều chủ đề khác nhau. Và ngay bây giờ, chúng ta bắt đầu giờ số 4.